Xin chào quý anh chị, đã rất vui khi được gặp lại quý anh chị qua kênh YouTube Đạt Nhỏ Toyota. Đạt xin chúc quý anh chị có thật nhiều sức khỏe, may mắn và luôn thành công trong công việc nha. Thì hôm nay Đạt xin chia sẻ đến quý anh chị 3 mẫu xe đáng mua nhất tại Toyota Hiroshima Tân Cảng vào cái thời điểm hiện tại nha. Đó thì ba cái mẫu xe này sẽ bao gồm là xe SUV nè, MPV 7 chỗ nè, rồi sedan đó. Quý anh chị cũng đã quá nhàm chán với việc mà Đạt nhắc đi nhắc lại về cái thương hiệu Toyota. Đó, thì hôm nay Đạt xin giới thiệu về hai cái hãng xe khác nữa, Toyota, Honda và Mazda. Ba cái hãng xe đến từ thương hiệu Nhật Bản. Quý vị cũng đã biết là một cỗ xe mà đến từ thương hiệu Nhật Bản thì nó cũng cực kỳ nó bền bỉ như thế nào, đúng không ạ? Đó, cái lý do chính tại sao mà Đạt nói là xe đáng mua nhất tại thời điểm hiện tại. Tại thời điểm hiện tại bên Đạt đã cập nhật lại giá của ba xe đó và có cực kỳ nhiều cái chính sách ưu đãi về giá và nè, và tặng phụ kiện nè, vân vân. Đó, quý anh chị mình đang có nhu cầu về cái mẫu xe đó thì quý anh chị có thể liên hệ trực tiếp cho Đạt. Đạt sẽ hỗ trợ thêm thông tin cho quý anh chị từ vay ngân hàng nè, tư vấn về xe, kỹ thuật, vân vân. Những điều quý anh chị thắc mắc, quý anh chị có thể để lại cho Đạt. Đạt sẽ đi quay một cách sơ bộ, ngắn gọn nhất mà cho quý anh chị có thể nắm bắt được cái dòng xe mà Đạt muốn giới thiệu đến quý anh chị. Ba mẫu xe nha, ba mẫu xe đáng mua nhất tại thời điểm hiện tại của Toyota Hiroshima Tân Cảng. Để xin mời quý anh chị. Được rồi, chiếc xe đầu tiên là muốn giới thiệu đến quý anh chị là cái mẫu Honda, không phải của nhà Toyota luôn. Đây là Honda City phiên bản top, được sản xuất vào năm 2019 nha quý anh chị. Xe may biển số Sài Gòn luôn, một chủ, rất là thuận lợi cho quý anh chị nào mà mình đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh nha. Đó. Và xe này hiện tại bên Đạt đang chào bán với mức giá là 475 t nha quý anh chị. Đó. Xe cũng đã hoàn tất xong gói làm đẹp Maru-Kuri bên Đạt rồi. Màu nâu nho nha quý anh chị. Đó, xe trang bị là hai chế độ lái là eco nè. Đó. Chìa khóa smart key, phanh cơ. Hộp số là hộp số tự động nha quý anh chị, sử dụng hộp số tự động CVT. Đó, rất là phù hợp khi mà mình di chuyển nhiều ở trong thành phố luôn quý anh chị. Đó, trang bị lại ghế da đồ nội thất rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Đó. Xe mức tiêu hao nhiên liệu cũng cực kỳ thấp luôn nè quý anh chị, chỉ khoảng là 5.8 lít trên 100 cây thôi. Đó. Hàng ghế sau cũng cực kỳ rộng nha quý anh chị. Đó. Đây là một cái mẫu sedan thuộc phân khúc hạng B nha quý anh chị. Nó sẽ cùng phân khúc với lại Mazda 2 nè, Toyota Vios nè, Hyundai Grand 10 vân vân. Đó. Ừ, lớp này vẫn còn rất là đẹp nha quý anh chị. Đó. Lớp này thì mâm 16 inch, mâm này mâm 16 inch. Lớp này thì được sản xuất vào năm 2019 nha quý anh chị. Đó, tình trạng lớp là khá là đẹp luôn. Mang biển số thành phố luôn nha quý anh chị. Đèn đóm rồi là trong veo, trong vắt rất là đẹp luôn. Đăng ký và đăng kiểm vào tới tháng 10 năm 2023 luôn nha quý anh chị. Phí đường bộ cũng đã được đóng tới năm 2023 luôn rồi. Ừ. Xe này. Ừ. Đèn nổ start up luôn nha quý anh chị, khá là đẹp luôn. Đó. 475T nha quý anh chị. Thì hiện tại xe này cũng là một cái xe khác hãng bên Đạt nên là bên Đạt sẽ không có hỗ trợ mình vay, gọi là vay trả góp qua công ty tài chính Toyota quý anh chị. Đó, còn nếu như quý anh chị nào mình có thể quen biết ở những cái ngân hàng ngoài, mà ngân hàng ngoài có thể là cho vay giải ngân đúng thời hạn thì bên Đạt vẫn hỗ trợ bình thường, không vấn đề hết. Và những cái xe mà khác hãng thế này thì bên Đạt cũng sẽ không có hỗ trợ gọi là bảo hành 1 năm hoặc 20.000 cây số về động cơ với hộp số nha quý anh chị. Đó. Cho quý anh chị cứ yên tâm, xe bên Đạt bán ra cam kết với anh chị là không đâm đụng, ngập nước, rồi chưa từng bị thủy kích nè. Đó. Rồi, Đạt sẽ đi đến chiếc xe thứ hai nha. Rồi, chiếc xe thứ hai Đạt muốn giới thiệu đến quý anh chị đây là xe Mazda CX-5 phiên bản 2.0 để sản xuất vào năm 2015 nha quý anh chị. Xe hiện tại là mang biển số ở thành phố Hồ Chí Minh luôn, 51F nè quý anh chị. Đó. Và xe này hiện tại sau hơn một thời gian nằm ở đây thì bên Đạt đã điều chỉnh lại giá, thì hiện tại xe đang được bên Đạt chào bán với một mức giá là cực kỳ hỗ trợ ưu đãi luôn, là chỉ với 550T thì quý anh chị có thể sở hữu em nó rồi nha. Đó. Thì 2015 á, thì Mazda CX-5 được cái phiên bản là được phiên bản facelift nha quý anh chị, facelift lại từ cái mẫu cũ. Đó Đời này thì trong cái phân khúc mà vào thời điểm đó thì Đạt nghĩ là không có ai qua được xe N5 đâu. Hiện tại xe chỉ mới đi được khoảng là 90.000 cây số một chút xíu thôi. Đó, thời 2015 mà đã có là cân bằng điện tử nè, kiểm soát lực kéo nè, rồi AFS là cái hệ thống điều chỉnh cái đèn của Mazda ấy. Đạt cũng không nhớ rõ nó là cái công nghệ gì, nhưng mà cái công nghệ về cái đèn, rồi cảm biến áp suất lốp nè anh chị. Đó, anh chị có thể thấy là những cái công tắc ở trên vô lăng và ghế đâu còn rất là đẹp nha anh chị. Sau hơn 2015 tới giờ là 2008 năm rồi nhưng mà xe vẫn còn rất là đẹp nha. Đó, đèn nổ start up, màn hình rồi nào quý anh chị, điều hòa 2 vùng độc lập, hộp số tự động nha quý anh chị. Đó, xe 5 chỗ cực kỳ rộng rãi luôn nha quý anh chị. Và cái thời điểm hiện tại á, CX-5 mà những cái xe mẫu mới đồ á thì Đạt nghĩ vẫn trên thị trường cũng không có một cái đối thủ nào có thể cạnh tranh được với CX-5 đâu. Đó, mức tiêu hao nhiên liệu xe cũng cực kỳ ít nha quý anh chị, khoảng 7.6 lít cho 100 cây. Đó, Mazda thì cũng cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu rồi, tại vì nó sử dụng một cái động cơ này, động cơ SkyActiv, một cái động cơ huyền thoại của Mazda luôn, và một cái động cơ mà có số má trên thế giới luôn quý anh chị. Đó, tiết kiệm, cực kỳ tiết kiệm luôn. Đó, một cái động cơ mà có thể nâng được cái tỷ số nén lên tới khoảng 14 chấm là hiện tại cao nhất luôn á Mazda. Đó, thì tất nhiên á, là nó sẽ đốt rất là sạch, nó tạo ra nhiều cái năng lượng hơn. Đó, giúp cho xe mình nó khỏe nè, nó tiết kiệm nhiên liệu hơn. Đó cũng là một cái đặc trưng của dòng xe Mazda. Tới hiện tại thì cái công nghệ SkyActiv nó đã tiến tới cái giai đoạn mà tới thế hệ thứ D rồi, Đạt nhớ thế hệ thứ 5 hay sao á. Đó, là áp dụng trên dòng Mazda CX-30 á quý anh chị. Đăng kiểm phí đường bộ thì vẫn còn được đến tháng 10 năm 2023 nha quý anh chị. Đó, lớp thì người chủ cũ thay lại bằng lớp Michelin, vẫn còn rất là đẹp nha quý anh chị. Rồi, xe cuối cùng lại là chiến thần của Toyota. Đây là Đạt xin giới thiệu quý anh chị lại thêm một lần nữa nha. Đây là Innova phiên bản 2.0e, phiên bản số sàn, được sản xuất vào năm 2019 luôn. Xe này á, thì hiện tại bên Đạt sau hơn 100 ngày cập nhật giá thì hiện tại em nó chỉ được còn khoảng 615 triệu, còn thương lượng nha quý anh chị. Đó, xe cũng đang một nước sơn là màu xám lông chuột nha quý anh chị. Xe hiện tại đi được khoảng 59.000 cây số thôi. Lớp xe thì vẫn còn ok, vẫn còn sử dụng rất là tốt. Xe thì được lên chẳng hạn như là bọc trần, da ghế, bọc sàn nè. Đó, 58.000 cây số. Củ số đâu quý anh chị, xe thì chưa có cam lùi với màn hình DVD, thì mấy cái này nó đơn giản mà quý anh chị. Mấy anh chị mua xe thì bên Đạt sẽ sẵn sàng hỗ trợ tặng cho quý anh chị về cái cam lùi hoặc là cái màn hình DVD, không vấn đề gì cả. Rồi, bàn đạp chân ga nè, chân phanh rồi nè, còn rất là đẹp nha quý anh chị. Xe này Đạt cũng review rất là nhiều lần rồi, xe rất là đẹp luôn quý anh chị. Xe này có bị mất duyên giống như những em gái mà lỡ đò vậy đó, được nhiều người để ý quá cái rồi không có người nào mà cứ tưởng là đã có chủ rồi, thật ra là em nó vẫn còn nằm đây và đợi các anh tới mua nó về. 8 chỗ cực kỳ rộng rãi nha quý anh chị. Đó, đồ chơi thì vài món ăn chơi cũng đã có và xe cũng đã được cập nhật giá một cách rất là tốt luôn. Đó, nếu như quý anh chị nào mà mình quan tâm về cái sản phẩm này thì cứ liên hệ cho Đạt, hai bên vẫn còn thương lượng với nhau nha. 615T vẫn còn thương lượng nhau quý anh chị. Đó, rồi thì trên đây là ba cái mẫu xe mà Đạt muốn giới thiệu đến quý anh chị. Đó, ba cái mẫu xe mà hiện tại đáng mua nhất bên Đạt, có sedan, có crossover, có MPV, có đó, đáp ứng đủ cái nhu cầu của quý anh chị. Đó, và hiện tại á, là những cái xe đó bên Đạt là rất là ưu đãi, là hỗ trợ về giá và những cái phụ kiện đi kèm. Đó, thì nếu như quý anh chị nào mình quan tâm thì quý anh chị có thể là nhắn tin vào số hotline 0932 192611 để đạt hỗ trợ thông tin cho quý anh chị nha. Mình có thể là thương lượng thêm nha quý anh chị. Vậy đó. Xin chào quý anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị vào những video đánh giá xe lần sau. Những thông tin mới nhất sẽ được cập nhật liên tục tới quý anh chị nha. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.